Xin chào các bạn. Như vậy là Nhật Bản và Mỹ vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 đã lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận chung chống ngầm tại Biển Đông. Đây là một động thái mà các nhà phân tích cho rằng nó nhằm để thể hiện cái năng lực hải quân của hai nước khi Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện trong khu vực. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản GMSDF cho biết cuộc tập trận tập trung vào tác chiến chống tàu ngầm ASW, và phía Nhật đã triển khai tàu sân bay trực thăng JS Kaga, tàu khu trục JS Musashem cùng trực thăng SH-60Z, một tàu ngầm lớp Oshahio và một máy bay tuần tra hàng hải P-1. Về phía Mỹ thì có sự tham gia của tàu khu trục USS Minius và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản điều tàu ngầm tham gia tập trận với Mỹ ở Biển Đông. Việc thông báo về vị trí của tàu ngầm Nhật Bản và Mỹ là khá bất ngờ, vì cả Nhật và Mỹ hiếm khi tiết lộ nơi và vị trí hoạt động của các loại tàu ngầm nằm trong biên chế của họ. Giới phân tích quốc tế cho rằng cuộc tập trận khẳng định cái mối quan hệ đối tác an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng phát triển trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sự hiện diện quân sự ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Điều đó cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật và Mỹ nhằm đối phó với thách thức gia tăng từ phía Trung Quốc. Và điều này còn cho thấy ý định của Nhật Bản về việc bắt kịp những cam kết duy trì sự hiện diện quân sự một cách khả thi ở Biển Đông. Tuần trước thì Nhật Bản đã điều hai tàu khu trục Kaga và Murasem của mình tham gia cuộc tập trận chung với tàu Milis của Mỹ ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác thì trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2021, Diễn đàn biển ASEAN AMF lần thứ 11 và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng IAMF lần thứ 9 đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ tịch ASEAN năm 2021 là Brunei. Diễn đàn có sự tham dự của các đại diện các nước ASEAN, đối tác cùng nhiều chuyên gia, học giả uy tín của khu vực và quốc tế. Tham dự hai diễn đàn này, trước diễn biến phức tạp của Biển Đông, Việt Nam đã khẳng định lập trường nguyên tắc, nhấn mạnh lợi ích và trách nhiệm của các nước trong phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và ổn định. Các đại biểu phát biểu đã đề cao vai trò của AMF trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng nhận thức chung và tăng cường nghiên cứu định hướng chính sách. Với những cái tính đa diện đa ngành của vấn đề biển, AMF đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả điều phối và hợp tác giữa 12 cơ quan chuyên ngành ASEAN về hợp tác biển. Các nước đã hoan nghênh những tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN về kinh tế biển xanh thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 vào 26 tháng 10 năm 2021, hướng tới hình thành nhận thức chung của ASEAN về hợp tác kinh tế biển xanh và xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Đề cao vai trò quan trọng của UNCLOS 1982, các đại biểu khẳng định tính thống nhất và phổ quát của công ước là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và trên đại dương. Các đại biểu đã trao đổi quan điểm về khái niệm kinh tế biển xanh, xác định các lĩnh vực hợp tác tiềm năng cũng như các thách thức đang đặt ra. Khi thảo luận về vấn đề môi trường biển thì các đại biểu khẳng định cái tầm quan trọng của thúc đẩy sử dụng bền vững môi trường biển và ven biển, kêu gọi tăng cường hợp tác trong bảo vệ và bảo tồn môi trường biển, chia sẻ các kinh nghiệm, bài học và thực tiễn tốt trong quản lý và bảo vệ môi trường biển. Nhân dịp sự kiện này thì các đại biểu cũng chia sẻ quan ngại và những thách thức đang đặt ra về việc suy thoái môi trường biển, về cướp biển, về khủng bố, buôn lậu, mua bán người, biến đổi khí hậu, thiên tai và đặc biệt là sự phá hoại có chủ đích của con người. Các ví dụ điển hình có thể kể đến như việc bồi đắp trái phép gây hại môi trường biển của Trung Quốc và việc khai thác san hô, việc khai thác các cái tài nguyên một cách tận diệt của Trung Quốc. Trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, nhiều đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối và giao thông biển, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Các nước cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, coi đây là một lợi ích chung, lợi ích cốt lõi. Các nước nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, kêu gọi cái sự kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các nước ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC,
xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC phù hợp với luật quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Diễn đàn cũng ghi nhận năm 2022 là dấu mốc quan trọng đánh dấu 40 năm kỷ niệm UNCLOS 1982 và 20 năm kỷ niệm DOC. Kính thưa các bạn, chúng ta có thể thấy rằng việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông là ý nghĩa sống còn với không chỉ châu Á và còn cả với quốc tế. Điều này mới đây đã được quốc tế thừa nhận, mà cụ thể là tướng của Đức thừa nhận một cách chính thức. Gần nhất là tướng của Đức, Tư lệnh Hải quân Đức Kai-Achim Stolbach đã cảnh báo về những tranh chấp lãnh thổ, thay đổi cán cân quân sự trong khu vực có thể ảnh hưởng đến cả bên ngoài châu Á, nhấn mạnh Đức ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông. Các phát ngôn trên được ông Stolbach đưa ra trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 11 tại Nhật Bản, nhân dịp mà khinh hạm Bayer của Hải quân Đức đến thăm Nhật Bản. Con tàu cập cảng của Nhật hồi cuối tuần trước là tàu chiến Đức đầu tiên sau 20 năm đến thăm Nhật Bản. Khinh hạm Bayer của Đức rời Đức vào tháng 8 vừa rồi và thẳng tiến đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong bối cảnh Berlin và các nước châu Âu dịch chuyển sự chú ý đến khu vực. Con tàu đã thực hiện một số chuyến thăm cảng diễn tập với các nước tại khu vực. Nó cũng có nhã ý ghé thăm Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đã từ chối tiếp đón tàu. Điều này cho chúng ta thấy một cái gì đó không minh bạch từ phía Trung Quốc. Rõ ràng họ nghĩ rằng các nước quốc tế muốn nhòm ngó tới Biển Đông và sẽ cản trở mưu đồ bá chủ của họ ở Biển Đông, nên họ rất là tức giận. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận nhé. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một share, một nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.